Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của Đức Như Lai rồi, bèn bảo các vị Bồ Tát và thiện tài rằng: Này thiện nam tử, công đức của Như Lai, giả sử cho tất cả các đức Phật ở mười phương trải qua số kiếp nhiều như số cực phi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, diễn nói không ngừng, cũng không thể trọn hết được. Nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu 10 điều hạnh nguyện rộng lớn. Những gì là 10 điều? Một là lễ kính các đức Phật, hai là khen ngợi Đức Như Lai, ba là rộng sắm đồ cúng dường, bốn là sám hối các nghiệp chướng, năm là tùy hỷ các công đức, sáu là thỉnh Đức Phật thuyết pháp, bảy là thỉnh Đức Phật ở lại đời, tám là thường học đời theo Phật, chín là hằng thuận lợi chúng sanh, mười là hồi hướng khắp tất cả. Thiện tài bạch rằng: Đại Thánh, lễ kính như thế nào, cho đến hồi hướng như thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát bảo thiện tài rằng: Này thiện nam tử, nói lễ kính các đức Phật là như vậy. Bao nhiêu các đức Phật Thế Tôn nhiều như số cực phi trần trong cõi Phật khắp pháp giới hư không giới mười phương ba đời, tôi như nơi hạnh nguyện của Phổ Hiền tâm tính giải như đối trước mắt, đều dùng ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh thường tu hạnh lễ kính, nơi mỗi đức Phật đều hóa hiện thân nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi thân đều khắp lễ kính các đức Phật nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật. Cõi hư không kia hết, sự lễ kính của tôi mới hết, nhưng cõi hư không chẳng cùng tận nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Nhận đến cõi chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiền não chúng sanh hết, sự lễ kính của tôi mới dứt, nhưng cõi chúng sanh cho đến phiền não chẳng hết, nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói khen ngợi Đức Như Lai là như vậy. Bao nhiêu số cực vi trần trong cõi nước khắp cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi đều có các đức Phật nhiều như số cực vi trong tất cả thế gian, nơi mỗi đức Phật đều có rất đông Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi phải trọn dùng sức thậm thâm thắng giải tri kiến hiện tiền, đều dùng lưỡi hơn lưỡi vi diệu của biện tài thiên nữ, mỗi lưỡi phát xuất vô tận âm thanh hải, mỗi âm thanh phát xuất tất cả ngôn từ hải, khen ngợi các công đức hải của tất cả Đức Như Lai, ca ngợi đến tột đời vĩ lai nói luôn không dứt, khắp cả pháp giới không sót chỗ nào, hư không giới, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đều hết, thời sự khen ngợi công đức chư Phật của tôi đây mới cùng tận. Nhưng cõi hư không kia cho đến phiền não của chúng sinh chẳng cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận, Niệm niệm nói luôn không mở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói rộng sám đồ cúng dường là như vậy. Bao nhiêu số vi trần trong khắp cõi Phật cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi trần, đều có các đức Phật nhiều như số cực vi trong tất cả thế giới, nơi mỗi đức Phật đều có vô số Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi dùng sức hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà khởi lòng tính giải rất sâu và hiện tiền tri kiến, đều đem đồ cúng dường thượng diệu mà cúng dường pháp hội của Phật, như là mây hoa, mây trạng hoa, mây âm nhạc cõi trời, mây tàn lộng cõi trời, mây y phục cõi trời, các thứ hương trời, hương xoa, hương đốt, hương bột, các thứ mây trên đây thảy đều nhiều lớn như núi Tu Di, lại thắp các thứ đèn, đèn tô lạc, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, mỗi tim đèn lớn như núi Tu Di, dầu trong đèn như nước bể cả, dùng những thứ đồ cúng dường như trên để thường cúng dường. Thiện nam tử, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết, pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm đất cho chúng sinh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sinh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Thiện nam tử, như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn. Cu chi na do tha, một phần ca la, một phần toán, một phần số, một phần dụ, nhận đến cũng chẳng bằng một phần Upanishada. Vì sao? Vì các đức Như Lai tôn trọng chánh pháp, vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì sinh ra các đức Phật. Nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì trở nên sự cúng dường Phật.
Tu hành như vậy mới thật là sự cúng dường, nên pháp cúng dường là sự cúng dường rộng lớn hơn tất cả. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não cũng chúng sanh cùng tận. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não cũng chúng sanh cùng tận. Sự cúng dường của tôi mới cùng tận, nhưng cõi hư không cho đến phiền não chẳng cùng tận, nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không mở, thân khẩu ý nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói sám hối nghiệp chướng là như vậy. Bồ Tát tự nghĩ rằng, tôi từ vô thị kiếp về quá khứ, do lòng tham lam, giận dữ, ngu si, khiến thân khẩu ý tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác này mà có hình tướng, thì khắp cõi hư không cũng chẳng thể đựng chứa hết được. Nay tôi đem trọn cả ba nghiệp thân khẩu ý trong sạch, đối trước các Đức Phật và chúng Bồ Tát khắp cực vi trần cõi nước trong Pháp giới, thành tâm sám hối, về sâu không tái phạm nữa, thường an trụ nơi giới Pháp trong sạch đầy đủ công đức lành. Như vậy, hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận. Sự sám hối của tôi đây mới cùng tận, nhưng hư không giới cho đến chúng sanh phiền não chẳng cùng tận, nên sự sám hối của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói tùy hỷ công đức là như vậy. Bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng nhất thiết trí mà siêng tu cõi phước chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp nhiều số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mọi kiếp đều thí xả đầu mắt tay chân, nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả những hành khó làm như vậy, đầy đủ các môn ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, trọn nên quả vô thượng bồ đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn, phân chia xá lợi, bao nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả. Đến các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia, có bao nhiêu công đức dầu nhỏ như mảy trần tôi đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả các vị thanh văn, bích chi Phật, hữu học và vô học, có bao nhiêu công đức tôi đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ Tát tu hành cần khổ có làm, chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề công đức rộng lớn, tôi đều tùy hỷ. Như vậy, hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, sự tùy hỷ của tôi đây không có cùng tận, niệm niệm nói luôn không hở, thân khẩu ba nghiệp, thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói thỉnh Đức Phật thuyết pháp là thế này, trong số cực vi khắp hư không pháp giới mười phương ba đời tất cả cõi Phật, mỗi cực vi đều có cõi Phật rộng lớn nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật. Mọi cõi trong một điện đều có tất cả chư Phật thành chánh đẳng chánh giác, số đông như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật. Tất cả chúng Bồ Tát nhóm họp dây quanh, tôi đều đem thân khẩu ý ba nghiệp, dùng những phương tiện ân cần khuyên mời tất cả Phật nói pháp nhiệm màu. Như vậy, hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, tôi luôn khuyên mời tất cả các Đức Phật chuyển pháp luân chân chánh, không cùng tận, niệm niệm nói luôn không hở. Ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói thỉnh Đức Phật ở lại đời là như vậy. Các đức Như Lai như số cực vi trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, toàn muốn thị hiện nhập niết bàn, cùng các Bồ Tát, thanh văn, duyên giác, hữu học, vô học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp nhiều như số vi trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự khuyên mời của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói thường học tập theo Phật là như vậy. Như đấng Tỳ Lô Xá Na Phật ở cõi Ta Bà đây, từ khi mới phát tâm tinh tấn không trễ lui, đem bất khả thuyết thân mạng ra mà bố thí, lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, chích máu làm mực, dùng biên chép kinh điển chất cao như núi Tu Di. Vì tôn trọng chánh pháp nên Phật không tiếc thân mạng, huống là ngôi vua, thành ấp, cung điện, vườn rừng, cùng thực hành bao nhiêu hạnh khó làm khác, nhận đến ngồi dưới cây thành quả đại bồ đề, thị hiện các thứ thần thông, khởi các sự biến hóa, hiện các thân Phật ở trong những chúng hội, hoặc ở trong chúng hội đạo tràng của các vị đại Bồ Tát, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội thanh văn, duyên giác, hoặc ở trong đạo tràng của chuyển luân vương, các vị tiểu vương cùng quyến thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội cư sĩ, trưởng giả, bà la môn cùng sát đế lợi, nhận đến hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội thiên long bát bộ nhân vi nhân,
Ở trong các chúng hội như vậy, dùng tiếng viên mãn như đại lôi chấn, tùy theo căn tánh của mỗi loại mà giáo hóa chúng sinh, đều được thành thục, nhận đến thị hiện nhập Niết Bàn. Cả thầy hạnh đức như thế tôi đều học tập theo. Như Đức Thế Tôn Tỳ Lô Xá Na hiện nay, các Đức Như Lai như số vi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, cũng như thế ấy, trong mỗi niệm tôi đều học tập theo. Như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây vẫn không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhà mỏi. Lại này thiện nam tử, nói hằng thuận lợi chúng sanh là như vậy. Bao nhiêu chúng sanh sai khác trong tất cả cõi ở mười phương pháp giới hư không giới, chính là những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, các loài nương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống nương nơi hư không cùng cây cỏ mà sanh, các chúng sanh loại, các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý hành, các thứ oai nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thôn dinh, thành ấp, cung điện, nhận đến tất cả thiên, long, bát bộ, nhân, phi nhân, loại không chân, loại hai chân, loại bốn chân, loại nhiều chân, loại có hình sắc, loại không có hình sắc, loại có tâm tưởng, loại không có tâm tưởng, loại chẳng phải có tâm tưởng, chẳng phải không tâm tưởng. Các loại như vậy, tôi đều tùy thuận tất cả mà thực hành các sự vân thờ, cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, cùng A-la-hán nhận đến như Đức Như Lai đồng nhau không khác. Trong các loại ấy, nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, Bồ Tát bình đẳng lợi cho chúng sanh như thế. Vì sao? Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh thì chính là tùy thuận cúng dường các Đức Phật, còn tôn trọng và thừa sự chúng sinh thì chính là tôn trọng và thừa sự các Đức Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả các Đức Như Lai vui mừng. Vì sao? Vì các Đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể, nhân nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân nơi tâm bồ đề mà thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như giữa chốn sa mạc có cây thọ phương to lớn, nơi gốc cây ấy được nước rúi nhuần thì cành lá hoa quả thảy đều xum xuê tươi tốt. Cây thọ phương bồ đề ở chốn sa mạc xanh tử rộng lớn cũng như thế ấy. Tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả. Dùng nước đại bi mà đụm nhùm gốc rễ chúng sinh thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ và kết thành quả Phật toàn giác. Vì sao thế? Bởi các Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi cho chúng sanh thì có thể thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên quả Bồ đề thuộc về chúng sinh, vì nếu không chúng sinh, tất cả Bồ Tát trọn không thể thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, ông ở nơi nghĩa ấy nên hiểu như thế. Bởi đối với chúng sinh mà sanh tâm bình đẳng thì có thể sanh lòng đại bi đầy đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sinh thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh như thế ấy. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy thuận chúng sanh của tôi vẫn không cùng tận, niệm niệm nói luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Này thiện nam tử, nói hồi hướng khắp tất cả là như vậy, từ sự lễ kính ban đầu nhận đến tùy thuận có bao nhiêu công đức, thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh khắp trong hư không pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an lạc, không các bệnh khổ. Muốn thực hành các ác pháp thảy đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu, đóng chặt cửa của tất cả ác thú, mở bày đường chánh nhân thiên niết bàn. Nếu các chúng sinh nhân vì trước kia chứa nhóm các nghiệp ác nên chịu cảm tất cả quả rất khổ, tôi đều chịu thế cho khiến chúng sanh được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả vô thượng bồ đề. Bồ Tát tu hạnh hồi hướng như vậy. Này thiện nam tử, ấy là 10 điều nguyện lớn đầy đủ viên mãn của đại Bồ Tát. Nếu các vị Bồ Tát ở nơi 10 điều nguyện lớn này mà tùy thuận tu hành thì có thể thuần phục tất cả chúng sinh, thì có thể tùy thuận đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì có thể trọn độ các hạnh nguyện hải của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Này thiện nam tử, do cớ ấy ở nơi các nghĩa trên đây ông nên hiểu biết như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng 7 món báu thượng diệu và đồ an lạc tối thắng của nhân thiên, rất nhiều đến nỗi dãy đầy tất cả thế giới, như số cực phi trong vô lượng vô biên bất khả thuyết cõi Phật khắp mười phương, đem bố thí cả cho bao nhiêu chúng sanh trong ngần ấy thế giới, cúng dường cả cho các Đức Phật cùng Bồ Tát trong ngần ấy thế giới, trải qua vô số kiếp như số cực phi trong ngần ấy cõi Phật nói luôn không dứt. Bố thí cúng dường như vậy được bao nhiêu công đức?
đem sánh với công đức của người một phen nghe được 10 đời nguyện vương này, thì công đức trước không bằng 1%, không bằng 1/1000, nhận đến cũng không bằng 1/1 Upanishad của công đức nghe kinh này. Hoặc nếu có người dùng lòng tin sâu chắc nên 10 đề nguyện rộng lớn này mà thọ trì đọc tụng, cho đến biên chép một bài kệ 4 câu thì sớm có thể dứt trừ 5 nghiệp vô gián, cả thảy thân bệnh, tâm bệnh, khổ não trong thế gian, cho đến tất cả ác nghiệp nhiều như số cực vi trong cõi Phật đều được tiêu trừ, tất cả quân ma, quỷ dạ xoa, quỷ la sát, hoặc quỷ cư bàn trà, tỳ xá già, bổ đa, vân vân, các quỷ thần hung ác uống máu ăn thịt thảy đều lánh xa, hoặc nếu có gần gũi thì là hạng phát tâm theo hộ trì. Vì thế nên nếu người trì tụng nguyện này thì đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa lần ra khỏi mây mù, các Đức Phật, Bồ Tát đều khen ngợi. Tất cả hàng nhân thiên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người thiện nam tử này trọn được thân người, đầy đủ bao nhiêu công đức của Ngài Phổ Hiền, không bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đủ 32 tướng đại trượng phu. Nếu sinh ở cõi người hay cõi trời thì thường ở dòng cao quý, trọn có thể phá hoại tất cả đường ác, trọn có thể xa lìa tất cả bạn dữ, trọn có thể chế phục tất cả ngoại đạo như sư tử vương, trọn có thể thanh tịnh, trọn có thể giải thoát tất cả phiền não như sư tử vương dẹp phục bầy thú, kham lãnh thọ sự cúng dường của tất cả chúng sinh. Lại người này lúc lâm chung phút cuối cùng, tất cả căn thân đều hư hoại. Lại người này lúc lâm chung phút cuối cùng, tất cả các căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tất cả oai thế đều bị thối thất, cho đến các quan phụ tướng đại thần cung thành trong ngoài, vo người xe cộ, trân bảo kho đụn, vân vân, tất cả đều không đem một món nào theo được, chỉ có 10 nguyện phương này chẳng rời người mà thôi. Trong tất cả thời gian nó thường ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền sanh về cõi cực lạc, đến cực lạc rồi liền thấy các tìm thấy Đức A Di Đà Phật cùng với các ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, các vị Bồ Tát này sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ chung cùng vây quanh. Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình hóa sanh nơi hoa sen báu, được Đức Phật xoa đầu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn muôn ức na cho tha kiếp khắp cả mười phương bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, dùng sức trí huệ tùy theo tâm của chúng sanh mà làm lết, có thể làm cho chúng sinh trong những cõi Phật nhiều như số cực phi trần đều phát tâm bồ đề, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà dạy dỗ cho thành thục, nhận đến cùng tận kiếp hải, có thể làm lớn cho tất cả chúng sinh một cách rộng lớn. Chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi bồ đề đã tràn hàng phục quân ma, thành bậc chánh đẳng chánh giác giảng nói pháp màu vi diệu, có thể làm cho chúng sinh trong những cõi Phật nhiều như số cực phi trần đều phát tâm bồ đề, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà dạy dỗ cho thành thục, nhận đến cùng tận kiếp hải, có thể làm lớn cho tất cả chúng sinh một cách rộng lớn. Này thiện nam tử, các chúng sanh kia hoặc nghe hoặc tin nơi nguyện vương rộng lớn này rồi thọ trì đọc tụng và giảng nói cho người nghe, công đức của chúng sanh kia chỉ có Đức Phật Thế Tôn biết, ngoài ra không ai hiểu thấu. Vì thế nên những người được nghe 10 điều nguyện vương này chớ sanh lòng nghi ngờ, nên phải lãnh thọ, thọ rồi nên đọc, đọc rồi có thể tụng thuộc rồi nên gìn nhớ luôn, cho đến biên chép vì người mà giảng nói. Những người như vậy trong một niệm, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, được vớt vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu vớt chúng sinh, khiến chúng được giải thoát, đều được vãng sanh về cõi cực lạc, đều được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát muốn nói lại người ấy, Ngài quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: tất cả chư Phật trong ba đời ở nơi thế giới khắp mười phương, tôi đem thân ngự ý trong sạch khắp lạy chư Phật không hề sót, sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, phần thân hiện khắp trước Như Lai, một thân lại hiện sát trần thân, mỗi thân lại khắp sát trần Phật ở trong một trần đều ngồi giữa chúng hội Bồ Tát, vô tận pháp giới cũng như vậy, sâu tinh chư Phật đều đầy đủ. Tôi đều dùng tất cả âm thanh khắp thổ vô tận lời nói hay, tột tất cả kiếp thọ vĩ lai khen công đức sâu dày của Phật, sắm đồ rất đẹp nào tràng hoa, kỹ nhạc hương hoa cùng tàn lỏng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy tôi dùng cúng dường chư Như Lai, nào là y phục các tứ hương, phấn hương hương xong cùng đèn đuốc, mỗi món đều như núi Tu Di, tôi đem cúng dường các Đức Phật, do nơi tâm thắng giải rộng lớn, sâu tinh tất cả Phật ba đời, sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền khắp đem cúng dường các Đức Phật. Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác đều do ba độc tham sân si, tự thân khẩu ý mà gây nên, tất cả này tôi đều sám hối.
Vô lượng công đức của chư Phật, của Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, hữu học vô học cùng chúng sinh, tất cả này tôi đều tùy hỷ. Các đấng sôi đời khắp mười phương vừa mới chứng nên đạo chánh giác, tất cả này tôi đều khuyến thỉnh chuyển xe chánh pháp diệu vô thượng. Chư Phật nếu muốn nhập niết bàn, tôi xin thành tâm đều mời thỉnh, cuối mong ở lại lâu trong đời cho chúng sanh được nhờ lợi lạc. Bao nhiêu phước đức bởi cúng dường ngợi khen tịnh pháp mời trụ thế, tùy hỷ sám hối các căn lành hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo. Tôi nay theo học với Như Lai, tu tập viên mãn hạnh phổ hiền, cúng dường chư Phật về quá khứ cùng với mười phương hiện tại Phật. Vị lai tất cả thiên nhân sư, hết thảy hạnh nguyện đều viên mãn, nguyện theo học khắp ba đời Phật, mau chứng nên quả đại bồ đề, cả thảy cõi cùng khắp mười phương rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm đẹp. Chúng hội vây quanh các Như Lai đều ở dưới cội Bồ Đề Thọ. Bao nhiêu chúng sanh trong mười phương nguyện địa lo khổ thường an lạc, đều được lết chánh pháp màu dứt hết phiền não không còn thừa. Khi tôi vì Bồ Đề mà tu trong loài người ở bậc tôn quý. Khi tôi vì Bồ Đề mà tu trong các loài đều biết túc mạng, thường được xuất gia tu tịnh giới, không nhơ không lỗi cũng không hư. Trời rồng giả xoa bàn trà quỷ nhận đến loài người cùng phi nhân. Tất cả ngôn ngữ của chúng sanh đều dùng các tiếng tâm nói pháp. Siêng tu ba la mật trong sạch, tâm bồ đề hằng dình không mất, dứt trừ chứng nhơ không để thừa, tất cả hạnh màu đều thành tựu. Ở nơi các hoạt nghiệp cảnh ma, trong vòng thế gian được giải thoát, cũng như hoa sen không dính nước, nào khác nhật nguyệt chẳng dừng không, dứt hết tất cả khổ ác đạo, khắp đồng ban vui cho quần sinh. Như thế trải qua vô số kiếp, lợi ích mười phương không cùng tận. Tôi thường tùy thuận các chúng sanh, cùng tận tất cả vĩ lai kiếp, hành tu hạnh lớn của Phổ Hiền, viên mãn quả bồ đề vô thượng. Những người cùng tôi đồng một hạnh, cầu tất cả chỗ chung nhóm họp, thân cầu ý nghiệp đều đồng nhau, hết thảy hạnh nguyện cùng tu học. Các thiện tri thức lợi ích tôi, vì tôi chỉ bày hạnh Phổ Hiền, nguyện cùng tôi thường chung hội họp, đối với tôi lòng luôn hoan hỷ. Nguyện thường diện kiến các Như Lai và hàng Phật tử dây quanh Phật, tôi đều sửa sang cúng dường lớn, tột thỏa vĩ lai không nhà mỏi. Nguyện dình pháp màu của Như Lai rõ bày cả thảy hạnh bồ đề, rốt ráo thanh tịnh hạnh Phổ Hiền, trọn kiếp vĩ lai thường tu tập. Tôi ở trong tất cả các cõi, tu phước vô tận, trí vô tận, định huệ phương tiện và giải thoát, được những tạng vô tận công đức. Trong một trần có trần số cõi, mỗi mỗi cõi có nan tư Phật, mỗi mỗi Phật ở giữa chúng hội, tôi thấy hằng giảng hạnh bồ đề. Khắp hết mười phương các cõi nước, mỗi đầu lông đủ có ba đời, Phật cùng quốc độ số vô lượng, tôi khắp tu hành trải trần kiếp. Lời của Như Lai đều đầy đủ, một lời đủ cả các âm thanh, theo tiếng chúng sanh lòng ưa thích, biện tài của Phật luôn ban khắp. Tất cả Như Lai trong ba đời, dùng những ngữ ngôn vô tận kia hằng chuyển pháp màu rất lý thú, nhờ trí sâu tôi đều lãnh thọ. Tôi hay thâm nhập đời vĩ lai, tất cả kiếp thâu làm một niệm, hết thảy những kiếp trong ba đời làm khoảng một niệm tôi đều nhập. Trong một niệm tôi thấy ba đời, tất cả các đấng nhân sư tử cũng thường vào trong cảnh giới Phật, như huyện giải thoát và ai lực, trong các cực vi đầu sợi lông xuất hiện cõi trang nghiêm ba thuở. Mười phương trần sát các đầu lông tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. Vị lai các đấng chiếu thế đăng, thành đạo chuyển pháp độ chúng sinh, Phật sự xong xuôi hiện nhập diệt, tôi đều đến gần để hầu hạ. Sức thần thông rộng khắp chống mâu, sức phổ môn khắp nhập đại thừa, sức trí hạnh khắp tu công đức, sức oai thần tự bi khắp che, sức phước trai nghiêm khắp thanh tịnh, sức trí huệ không trước không trễ, sức định huệ phương tiện oai thần, sức khắp hay chúa đạo bồ đề, sức thanh tịnh tất cả nghiệp lành, sức xô dẹp tất cả phiền não, sức hàng phục tất cả loại ma, sức viên mãn các hạnh Phổ Hiền. Khắp hay nghiêm tịnh các cõi nước, giải thoát cho hết thảy chúng sanh, khéo hay phân biệt các pháp màu, có thể sâu vào biện trí huệ. Khắp tu thanh tịnh các công hạnh, các chí nguyện thảy đều viên mãn, gần gũi cúng dường các đức Phật, tu hành vô lượng kiếp không mỏi. Lời của Như Lai đều thanh tịnh, một lời đủ cả các âm thanh, theo tiếng chúng sanh lòng ưa thích, biện tài của Phật luôn ban khắp. Tất cả chư Phật trong ba đời, dùng những ngữ ngôn vô tận kia hằng chuyển pháp màu rất lý thú, nhờ trí sâu tôi đều lãnh thọ. Tôi hay thâm nhập đời vị lai, tất cả kiếp thâu làm một niệm, hết thảy những kiếp trong ba đời làm khoảng một niệm tôi đều nhập. Trong một niệm tôi thấy ba đời, tất cả các đấng nhân sư tử cũng thường vào trong cảnh giới Phật, như huyện giải thoát và oai lực, trong các cực vi đầu sợi lông xuất hiện cõi trang nghiêm ba thuở. Mười phương trần sát các đầu lông tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. Vị lai các đấng chiếu thế đăng, thành đạo chuyển pháp độ chúng sinh, Phật sự xong xuôi hiện nhập diệt, tôi đều đến gần để hầu hạ.
sức thần thông rộng khắp chốn mâu, sức phổ môn khắp nhạp đại thừa, sức trí hạnh khắp tu công đức, sức oai thần từ bi khắp chia, sức phước trang nghiêm khắp thanh tịnh, sức trí huệ công trước không trễ, sức định huệ phương tiện oai thần, sức khắp hay chứa đạo bồ đề, sức thanh tịnh tất cả nghiệp lành, sức xô dẹp tất cả phiền não, sức hàng phục tất cả loại ma, sức viên mãn các hạnh phổ hiền, khắp hay nghiêm tịnh các cõi nước, giải thoát cho hết thảy chúng sanh, khéo hay phân biệt các pháp màu, có thể sâu vào biển trí huệ, khắp tu thanh tịnh các công hạnh, các chí nguyện thảy đều viên mãn, gần gũi cúng dường các đức Phật, tu hành vô lượng kiếp không mỏi, tất cả Như Lai trong ba đời những hạnh nguyện bồ đề tối thắng, tôi đều cúng dường tu tập đủ dùng hạnh phổ hiền ngộ bồ đề. Tất cả Như Lai có trưởng tử danh hiệu Ngài là Đức Phổ Hiền, từ nay hồi hướng các căn lành, nguyện các trí hạnh đều đồng đó. Nguyện thân khẩu ý hằng thanh tịnh, công hạnh cõi nước cũng sạch trong. Trí huệ ấy gọi rằng Phổ Hiền, nguyện tôi và Ngài, nguyện tôi cùng Ngài đều đồng đẳng. Vì khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền, các nguyện lớn của văn thù sư lại trọng sự nghiệp kia không thừa sót, đến kiếp vị lai hằng không mỏi. Đến kiếp vị lai hằng không mỏi, tôi tu các hạnh đều vô lượng, được các công đức cũng không lường, an trụ trong những hạnh vô lượng, suốt thấu tất cả sức thần thông, sức trí mạnh mẽ của văn thù huệ hạnh Phổ Hiền cũng dường ấy. Từ nay hồi hướng các căn lành, thường theo các ngài mà tu học, chư Phật ba đời luôn khen ngợi những nguyện rộng lớn khó sánh bằng. Từ nay hồi hướng các căn lành để được Phổ Hiền hạnh thụ thắng, nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung dứt trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Tôi được vãng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, cả thảy tròn đủ không thừa thiếu, lợi lạc tất cả các chúng sanh. Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh, tôi tự hoa sen nở sanh ra, từng thấy Đức Phật vô lượng quang liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi hóa vô số vạn ức thân, trí huệ rộng lớn khắp mười phương, khắp lợi tất cả chúng sanh giới. Nhận đến hư không thế giới tận, chúng sanh nghiệp và phiền não tận, nhưng bốn pháp ấy không cùng tận, nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận. Cõi nước vô biên khắp mười phương, trang nghiêm các báu cúng dường Phật, sắm đồ an lạc thí trời người, trải kiếp di trần luôn cúng thí. Nếu có người nơi nguyện phương này, một phen nghe liền sanh tính kính, mong cầu khát ngưỡng quả bồ đề, được công đức nhiều hơn tài thí. Nhờ đây thường xa các bạn ác, thoát khỏi tất cả ba đường dữ, mong thấy Đức Phật vô lượng quang, đầy đủ nguyện Phổ Hiền tối thắng. Người này được thọ mạng lâu dài, trong loài người ở bậc tôn quý, người này không lâu sẽ trở nên công hạnh như Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày trước do vì không trí huệ, tạo ra năm nghiệp vô gián ác, chuyên tụng nguyện vương tội Phổ Hiền này, tất cả tội ác mau tiêu diệt, sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí huệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, tham làm phước điền cho ba cõi. Mau đến cõi Bồ Đề Thọ Vương, ngồi an hàng phục các chúng ma, thành đạo chánh giác nói pháp màu, khắp lợi tất cả các hàm thức. Nếu người ở nơi mười nguyện này, đọc tụng thọ trì và diễn nói, quả báo chỉ Phật mới biết được, quyết định sẽ được đạo Bồ Đề. Nếu người ở nơi mười nguyện này đọc tụng thọ trì và diễn nói, quả báo chỉ Phật mới biết được, quyết định sẽ được đạo Bồ Đề. Nếu người tụng nguyện Phổ Hiền này, tôi nói chút ít phần căn lành, trong một niệm thể đều viên mãn, thành tựu chúng sinh nguyện thanh tịnh, hạnh Phổ Hiền thù thắng của tôi, phước lớn vô biên đều hồi hướng, khắp nguyện chúng sinh đang chìm đắm màu xanh cõi Phật vô lượng quang. Lúc Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát ở trước Đức Như Lai nói bài kệ hạnh nguyện thanh tịnh rộng lớn rồi, thiện tài đồng tử vui mừng vô lượng, Đức Như Lai khen rằng, lành thay, bấy giờ Đức Thế Tôn cùng hàng thánh chúng Đại Bồ Tát diễn nói pháp môn thù thắng, cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị như vậy. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm bậc thượng thủ trong các vị Đại Bồ Tát và 6.000 thầy tỳ kheo của Ngài giáo hóa. Đức Di Lặc Bồ Tát làm bậc thượng thủ trong các vị Đại Bồ Tát ở hiền kiếp. Đức Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát đứng đầu các bậc, nhất sinh trụ quán đảnh vị Bồ Tát. Cùng với các vị Đại Bồ Tát đông như số phi trần trong các cõi nước ở mười phương, khắp đồng đến nhóm hội. Trong hàng Đại Thanh Văn thì có Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, Ngài Đại Mục Kiền Liên vân vân. Cùng với những hàng trời người, các bậc chúa tể trong đời, Bát Bộ, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân, vân vân, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất vui mừng, đồng tính thọ phụng hành. Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Hết. Ha ha ha,